Tối ngày 14 tháng 5, Công an tỉnh Lâm Đồng bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Hoàng, thường gọi Hoàng Xuyến, 48 tuổi, ngụ xã Tân Lâm, huyện Di Linh, để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Hoàng bị bắt vì gây ra vụ hỗn chiến khiến một người bị thương phải nhập viện cấp cứu. Trước đó, ngày 9 tháng 5, Hoàng Xuyến dùng máy cày chở nhiều người mang theo dao, rửa phát đến một thửa đất tại xã Tân Lâm, chém ông Nguyễn Hoàng Khải, 48 tuổi, ngụ xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm, trọng thương. Thông tin ban đầu, năm 2022, Hoàng thỏa thuận cho ông Khải thuê lại một thửa đất để trồng sầu riêng trong vòng 10 năm. Thuê được một năm, Hoàng đòi lại nên hai bên phát sinh mâu thuẫn. Chiều ngày 9 tháng 5, Hoàng dẫn nhiều người đến thửa đất rồi xảy ra xô xát. Nhóm người của Hoàng đã dùng rựa truy đuổi, chém ông Khải bị thương, phải nhập viện. Hoàng Xuyến nổi tiếng ở Di Linh vì nhiều hành vi giang hồ, côn đồ, có nhiều tiền án tiền sự về tội cố ý gây thương tích.